Ten 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 ten. Con thích không? Có. Ừ. Bà cho nhá. Chú Hấn vừa mua cho con đấy. Con chào mẹ. Lâu về rồi. Đi làm nó về sớm nhờ con. Ai đây hả mẹ? Con bé này Hấn vừa mới đưa về đấy. Mà nó bảo là ở nhà mình chơi vài tháng đấy. Nghe đâu mà mẹ nó mới mất. Thế hả? Khổ thân. Cô ngồi nhà với con nhá. Yêu không? Đấy. Bắt đầu này. Bà tết tóc cho con nhá. Quay đi, qua đây bà tết tóc cho con nào. Em không có ý định làm phiền anh đâu. Song ông trời đã không chiều lòng người. Em phải xa con, xa cuộc sống. Đây là giọt máu của anh, là con gái của anh đấy. Em hết cách rồi nên em mới gửi gắm con lại cho anh. Anh đừng trách em nhá. Vĩnh biệt. Làm sao thế hả con? Con làm sao? Làm sao nói cho mẹ biết đi xem nào. Đứa bé này là con của anh Hấn. Sao con lại nói như thế? Không thể như thế được con ạ. Mẹ đọc đi. Ôi trời ơi. Hấn ơi. Hấn ơi. Hấn. Dạ. Con đây. Dạ đi mẹ bảo. Ok. Vợ, mẹ, sao lại khóc thế này? Anh bỏ tôi ra, anh đừng đụng vào tôi. Tôi ghê tởm anh. Sao lại ghê tởm? Vợ nói cái gì đây? Mẹ hỏi con, đứa bé này là thế nào? Thì là con của bạn con hả? Thế thì cái gì đây? Cái này là cái gì? Trả lời cho mẹ đi. Mẹ thấy chưa? Anh ấy cứng họng rồi, anh ấy không nói được gì nữa cả. Kìa, vợ bình tĩnh. Vợ phải cho anh thời gian để anh giải thích vợ ơi. Anh giải thích cái chuyện này như thế nào hả? Anh có con ở bên ngoài, bây giờ nó lớn đến như thế này rồi. Mẹ nó thì chết rồi, bây giờ anh mang nó về đây. Anh bảo là tôi nuôi nó. Thôi thôi, bà Thương, bà lên đi. Bà Thương. Mẹ đưa bông lên nhà đi ạ. Không phải đi đâu hết. Tôi đi. Tôi mới là người thừa ở trong cái nhà này. Tôi nói cho anh biết nhá. Bây giờ có con bé này ở đây thì không có tôi. Mà nếu có tôi ấy thì tôi sẽ không bao giờ nuôi nó. Anh hiểu chưa? Kìa con ơi con. Bông ơi. Bông. Bông ơi xuống mà bảo đây. Con bé này đi đâu nhỉ? Bông ơi, Bông. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng thế? Con về đây rồi, cái bông nó đi đâu ấy mà mẹ không tìm thấy con ơi. Tôi chết rồi. Này, con mang quần áo đi đâu thế này? Con đi đâu? Dạ, con xin phép đi về nhà mẹ con ạ. Ôi trời ơi, sao lại về nhà mẹ con vào lúc này? Con đã bảo với mẹ rồi mà. Nhà này mà có con bé đấy thì sẽ không có con ạ. Trời ơi con ơi, bây giờ không phải là lúc giận dỗi nữa, mà vấn đề quan trọng là con bé nó đi đâu rồi mà mẹ không tìm thấy nó. Thôi mẹ ơi. Trời ơi. Mẹ, chuyện quan trọng bây giờ là phải chia nhau ra đi tìm con trời bé. Trời ơi, đi tìm nó đi. Không trời thể để ơi. Con bé nó lạc được. Bông ơi, trời ơi, chết rồi mẹ, đau quá con ơi. Em ạ, có những điều anh không thể nói ra với em được. Anh không nghĩ em lại lạnh lùng và vô cảm đến như thế. Nó chỉ là một đứa bé thôi. Nó vô tội mà em. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì em nghĩ rằng em có thể sống thanh thản được không? Bông ơi! Cháu lại ngồi ở đây, có biết là cả nhà đang tìm cháu không? Cháu biết, con không biết cháu. Cháu cũng không thích. Cháu chỉ ở với mẹ cháu thôi. Cháu nhớ mẹ.
Mẹ ơi. Thôi ngoan. Nào, thế bây giờ đi về nhà nhá. Con đưa bông về nhá. Ôi con ơi, con đã để rồi. May quá con ơi. Này, thế em tìm thấy con bé ở đâu? Ở phố bên cạnh ấy. Mẹ ơi, con quyết định rồi mẹ ạ. Đằng nào thì mẹ của con bé cũng mất rồi. Con lại chưa có con. Con sẽ nhận con bé là con của con mẹ. Biết đâu đấy lại là lộc ông trời cho con thì sao? Thực ra con bé là... Con ơi, con, bông ơi. Ê, kìa kìa, bình tĩnh. Con bé đang nghỉ ngơi, nào ngồi xuống. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn cả nhà. Vợ con đã nghĩ thông suốt rồi. Cô ấy chấp nhận nuôi bé bông rồi ạ. Hai người nói chuyện gì mà tôi chả hiểu gì cả. Thực ra bé bông là con của con với cả người yêu cũ ạ. Mẹ bé bị bệnh nặng qua đời. Cô ấy đã gửi bông cho con nuôi. Vì quá bất ngờ nên con không biết nói với vợ con thế nào. Sợ vợ con sẽ sốc và tan nát gia đình. Thế là nên cậu ấy nhờ con chăm sóc bé bông một thời gian ạ. Thế sao anh không nói sớm? Để em cứ tưởng con bé là con riêng của anh. Thì con nghĩ là nói với mẹ với cả vợ ấy thì mọi người lại ầm hết cả lên, rồi đến tai vợ của cậu ấy. Thế là chuyện thành công cốc không? Chính con đi, con cứ giấu im ỉm đi để xít nữa là gia đình nhà này tan nát đấy. Còn lâu mới tan nát được mẹ. Bởi vì con rất tin tưởng vợ con, với cả vợ con cũng yêu con, mà yêu cả trẻ con nữa. Anh ác lắm. Làm cho em cứ tưởng là em chuẩn bị có đứa con gái rồi đấy. Chúng ta là hàng xóm với nhau mà. Bé bông có thể thường xuyên qua thăm gia đình mình được ạ. Thật à? Vâng ạ. Thế thì thi thoảng chị cũng thường xuyên sang đón nó nhá. Dạ vâng ạ.